Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 82 ngày 6 Phải Tôn Kính Cha Mẹ. Kinh Thánh Lê Vi Ký đoạn 19 câu 1 đến câu 4. Câu ghi nhớ Lê Vi Ký đoạn 19 câu 3. Ai nấy phải tôn kính cha mẹ mình và giữ ngày sa bát ta. Ai nấy phải tôn kính cha mẹ mình và giữ ngày sa bát ta. Ngày sa bát ở đây là ngày thứ bảy các em. Ngày xưa thì ở trong luật của Chúa là ngày thứ bảy là ngày nghỉ, và ở trong Kinh Thánh Tân Ước thì Chúa Giêsu đã sống lại vào ngày thứ nhất ở trong tuần lễ, đó là ngày Chúa Nhật. Rồi hội thánh đầu tiên họ cũng nhóm lại vào ngày Chúa Nhật, và rồi chúng ta đổi lại thờ phượng Chúa vào ngày Chúa Nhật thay vì ngày thứ bảy là ngày sa bát. Bây giờ chúng ta cùng đọc Kinh Thánh ở trong Lê Vi Ký đoạn 19 câu 1 đến câu 4, là phân đoạn Kinh Thánh mà hôm qua chúng ta đã đọc rồi. Hôm nay chỉ có câu ghi nhớ là khác là câu số 3 mà thôi. Kinh Thánh Cựu Ước trang 109. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho cả hội chúng Israel rằng: Hãy nên thánh, vì ta Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi vốn là thánh. Ai nấy phải tôn kính cha mẹ mình và giữ những ngày sa-bát ta. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Chớ xây về hình tượng và cũng chớ đúc tượng tà thần. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu số 3: Ai nấy phải tôn kính cha mẹ mình và giữ ngày sa bát ta. Câu 3 phần A, chúng ta tô màu nhé. Ai nấy phải tôn kính cha mẹ mình và giữ những ngày sa bát ta. Rồi, chúng ta đọc câu ghi nhớ câu 3 phần A. Ai nấy phải tôn kính cha mẹ mình và giữ những ngày sa bát ta. Trong phần tìm hiểu, ai là đấng dựng nên em? Ai đấng dựng nên em các em? Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, là đấng dựng nên em và tất cả muôn loài vạn vật. Chúa là đấng đã dựng nên em và ba mẹ là người đã sinh ra em. Chúa là đấng đã, Chúa nè, là đấng đã dựng nên em. Rồi, ba mẹ là người đã sinh ra em. Rồi em phải thờ kính Chúa và tôn kính ba mẹ mình. Thờ kính Chúa và tôn kính ba mẹ. Các em phân biệt giữa hai chữ thờ kính và tôn kính nha. Thờ kính có nghĩa là mình tôn thờ Chúa, kính sợ Chúa, tôn thờ Chúa. Chúa là đấng đã tạo dựng nên mình, yêu thương mình, cứu chuộc mình, và mình thờ kính Chúa là thờ phượng Chúa, kính sợ Chúa. Rồi tôn kính là gì? Tôn kính là mình tôn trọng, kính trọng, kính phục cha mẹ. Tôn kính cha mẹ hay là hiếu kính cha mẹ, là mình yêu thương, tôn trọng, vâng lời cha mẹ. Rồi khi cha mẹ về già, mình đã là người trưởng thành thì mình phụng dưỡng cha mẹ, chứ mình không có tôn thờ cha mẹ. Và lời Chúa dạy mình không có thờ một cái thần tượng nào khác. Thì ngay khi cha mẹ, ông bà mình qua đời rồi, về với Chúa rồi, thì mình cũng không có thờ cúng cha mẹ. Mình chỉ tôn kính, vâng lời, hiếu kính ông bà cha mẹ mình khi họ còn sống. Rồi
Kể ra ba điều lớn ba mẹ đã làm cho em. Ba mẹ đã làm cho em cái gì các em? Thứ nhất là mẹ thì mẹ là mang nặng đẻ đau nghĩa là mẹ mang thai mình ở trong bụng tới 9 tháng 10 ngày rất là nặng nề, rất là mệt nhọc và rất là cái công ơn rất là lớn. Rồi khi đẻ thì rất là đau đớn để đẻ ra. Rồi gì nữa các em? Cha mẹ làm gì? Nuôi dưỡng mình. Nuôi dưỡng mình. Mẹ thì khi mình mới được sinh ra thì mẹ cho mình bú sữa, bú vú nè, để cho được lớn lên rồi mình ăn cháo nè, ăn cơm nè. Rồi ba mẹ nuôi dưỡng mình. Rồi ba mẹ làm gì nữa? Dạy dỗ mình. Rất là nhiều điều ba mẹ làm cho mình. Ở đây có hình ảnh gia đình, có ba mẹ, có anh, có em. Mình ở trong gia đình, mình cảm tạ Chúa vì có ba mẹ đã mang nặng đẻ đau, nuôi dưỡng, dạy dỗ mình và làm rất là nhiều điều cho mình. Thực hành tìm hai điều bí mật lớn trong ô chữ mà em cần làm trong cuộc đời mình. Ở đây có một cái chìa khóa là thẳng không ưa, ngang không chịu. Có nghĩa là thẳng xuống như vậy thì cũng không mưa, không thích. Ngang qua như vậy cũng không chịu. Em chịu treo sắt. Treo sắt là gì các em? Treo sắt. Treo sắt là gì? Treo sắt chéo. Treo sắt chéo. Có nghĩa là mình không có đi đọc hàng ngang, đọc hàng dọc mà mình đọc đường chéo. Bây giờ mình đọc cái đường chéo này nè. Là chữ gì các em? Các em có đọc được chữ gì không? Đây. Bây giờ mình tô màu đi ha. Tô màu rồi mình sẽ thấy ra được là chữ gì. Tô màu. Rồi. Một đường ha, rồi đường này nữa. Rồi bây giờ mình đọc coi chữ này chữ gì nhé. Thờ kính Chúa. Thờ kính Chúa, mình ghi ra chữ thờ kính Chúa nha. Thờ kính Chúa. Rồi cái hàng chữ thứ hai là gì các em? Tôn kính ba mẹ. Tôn kính, mình nhớ phân biệt giữa thờ kính với tôn kính nha. Rồi, như vậy hai điều mà mình cần phải làm đó là thờ kính Chúa và tôn kính ba mẹ. Rồi, bây giờ mình ghi ra lời cầu nguyện nhé. Cảm tạ Chúa cho em được làm con của ba mẹ. Xin Chúa giúp em luôn yêu thương tôn kính ba mẹ. Kính lạy Chúa.
Con ngợi khen Chúa. Là đấng tạo dựng nên con, con cảm tạ Chúa. Cho con được làm con của ba mẹ, hay là được làm con của ba mẹ. Xin Chúa giúp con luôn yêu thương tôn kính ba mẹ. Xin Chúa giúp con luôn thờ kính Chúa. Và tôn kính ba mẹ. Rồi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Kính lạy Chúa, con ngợi khen Chúa là đấng tạo dựng nên con. Con cảm tạ Chúa cho con được làm con của ba mẹ. Xin Chúa giúp con luôn thờ kính Chúa và tôn kính ba mẹ. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi để chúng ta luôn thờ kính Chúa và tôn kính ba mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.